tướng Chính phủ vừa có công điện 766, trong đó giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, ứng dụng dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản ảo để hoạt động tín dụng đen. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an đã phối hợp tích cực, chặt chẽ, triển khai nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong hoạt động ngân hàng cũng như hoạt động liên quan đến tín dụng đen và triển khai đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng, đã có 24 tổ chức tín dụng đang liên hệ, phối hợp với C06 Bộ Công an, 42 tổ chức tín dụng đã và đang triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Một số tổ chức tín dụng đã và đang liên hệ triển khai ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNEID. 3 tổ chức tín dụng đang phối hợp với C06 Bộ Công an thí điểm dịch vụ chấm điểm tín dụng.